Hồi lúc mà tới đây mình có sợ. Nông thả đôi tốt. Rồi cái cùi tô ăn cá này. Rồi cái cùi tô ăn cá này. Thì cho ăn cá rồi, ôi vô vô rồi tôi. Nhà rồi. Làm tôi lật cây rồi. Cái khá ra các bạn. Cô cô bông bông tí. Ăn thật. Anh thật anh. Lấy cái khe đây tới. Thì anh đọa trên kia nó không bẩn nữa. Mong tôi sao quên tới đây. Cái kia sao bị bênh cái đó vậy chứ. Đi nà rồi chạy trong mình đụng. Rồi xí xoay thuôn đi. Và tập lọc tàu nạc tập bê tập nục thế này. Grazie.
trong trò cá bị đuối chết thì xong chỗ hàng tôi quên cái lon con cứ ăn kem tôi quên đi bịt không cho nó mất chỗ rồi mà apa kerjanya tu? Jangan lupa. Thank you.